thưa quý vị và các bạn bố chồng nàng dâu là những câu chuyện rất nhạy cảm nhưng trong câu chuyện này người phụ nữ người con dâu đã chia sẻ lại một câu chuyện đầy cảm xúc giữa cô và bố chồng và câu chuyện như thế nào thì sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết mà cô đã chia sẻ lại Xin kính mời quý vị lắng nghe. Trong cách quan tâm của bố chồng, tôi luôn cảm thấy ông có một cái gì đó rất lạ với chị dâu. Mãi cho đến hôm tôi đi công tác ở tỉnh nơi chị dâu tôi sinh ra, tôi mới biết sự thật về mối quan hệ ấy. Tôi yêu và lấy chồng của tôi hiện tại là mối tình đầu đều may mắn là gia đình tôi đều có những con người rất tuyệt vời không chỉ mẹ chồng bố chồng mà còn cả chị dâu mẹ chồng tôi trước là giáo viên mầm non bà đúng là mẫu người phụ nữ của gia đình khi bố chồng tôi làm doanh nghiệp phát triển mẹ chồng tôi lui về sau lo nhà cửa con cái chu toàn mẹ chồng tôi không chỉ khéo léo và còn nấu ăn rất là ngon. Ngày chưa cưới, tôi cũng lo lắm vì bản thân chẳng biết nấu nướng gì ngoài những món ăn đơn giản. Thế nhưng khi về làm dâu tôi mới biết được mẹ chồng tôi rất tình cảm. Bà luôn bảo tôi là chưa biết phải học, học nhiều rồi cũng sẽ làm được. Tôi luôn thấy sự gần gũi thoải mái ở bên mẹ chồng. Về phía bố chồng tôi thì ít tiếp xúc hơn. Phần vì là bố chồng nàng dâu nên tôi cũng ái ngại Phần nữa là bố chồng tôi hay phải đi công tác Dù sắp bước qua tuổi lục tuần Thế nhưng bố chồng tôi vẫn luôn bận bịu với công việc Ông mở một công ty về đồ nhựa Ở cùng chúng tôi còn có vợ chồng anh cha chồng Anh chị cưới trước chúng tôi một năm dù vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ và anh chị chồng Nhưng chưa bao giờ tôi có điều gì không thoải mái Chị dâu trái ngược với tôi khi là một người con gái vô cùng đảm đang Chị dâu hơn tôi 2 tuổi, khá xinh xắn Tôi được biết, từ nhỏ chị sống cùng với người gì Bố của chị bỏ đi từ lâu Còn mẹ chị thì mất vì một vụ tai nạn Thường thì tôi vẫn thấy những người con gái dù xuất sắc Nhưng hoàn cảnh như chị dâu Khó có sự chấp nhận từ gia đình chồng là trong gia đình giàu có. Thế nhưng gia đình chồng tôi ngược lại, đặc biệt là bố chồng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt với chị dâu. Nhiều lúc tôi thấy ganh tị trước những ưu ái mà bố chồng dành cho chị dâu. Trong cách quan tâm của bố chồng, tôi luôn cảm thấy ông có một cái gì đó rất lạ với chị. Mãi cho đến hôm tôi đi công tác ở tỉnh nơi chị dâu tôi sinh ra tôi mới biết sự thật về mối quan hệ ấy Hôm đó tôi gặp một chú có tên là Khoa Đây là chính là họ hàng của chị dâu tôi Sau một hồi trò chuyện Khi thấy tôi dở cuốn sổ có tấm hình của đại gia đình Bác Khoa đã nhận ra bố tôi Bác kể Bố chồng tôi từng yêu một người phụ nữ rất sâu đậm Mà người đó là mẹ đẻ của chị dâu của tôi Vì quá yêu người phụ nữ ấy bố chồng tôi từng có ý định bỏ mẹ chồng tôi thế nhưng người phụ nữ ấy đã không may bị cướp đi sinh mạng sau tai nạn không đến được với nhau nên bố chồng tôi đã mai mối chị dâu với anh chồng mẹ chồng tôi không hề biết chuyện này bà cũng không hề biết là bố chồng tôi vẫn còn qua lại với mẹ đẻ của chị dâu cho tới khi bà ấy không may mắn bị một vụ tai nạn ngay cả chị dâu tôi cũng không hề biết Chuyện bố chồng tôi và mẹ đẻ của mình vụ trộm Chị chỉ nghĩ đơn giản Hai người là đối tác làm ăn Trở về nhà mà lòng tôi đầy suy nghĩ Tôi vẫn chưa tin Điều đó là sự thật Cho tới khi dọn dẹp phòng của bố mẹ chồng Vô tình thấy bức ảnh rơi xuống khe bàn Đó là ảnh chụp của bố chồng tôi và một người phụ nữ Người đó là mẹ của chị dâu tôi ở sau tấm hình có một ký hiệu thể hiện tình yêu Khi đó tôi mới hiểu tại sao Mà bố chồng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt với chị dâu hơn Tôi cũng không biết Mình có nên nói chuyện này với mẹ chồng và chị dâu không Hay để mọi việc cứ ngủ yên Tiếp theo xin kính mời quý vị các bạn lắng nghe câu chuyện thứ hai Bị chồng đánh ngay đêm tân hôn vì mất trinh Ứng xử bất ngờ của mẹ chồng Khiến tôi vô cùng cảm kích Tôi được mọi người nhận xét Là một cô gái hiền lành Ưa nhìn Nhưng vì mãi việc Mà đến 25 tuổi Tôi mới có người yêu đầu tiên Người đó là anh Tôi nấu ăn lại khá ngon Nên ngay từ khi về ra mắt Mẹ anh đã rất ưng Mẹ của anh còn nói rằng Bây giờ con gái mà được tài sắc như vậy Không phải là nhiều Thằng Mạnh nó biết được con đúng là may mắn. Bố của anh đã mất cách đây 2 năm. Còn mẹ anh là cán bộ về hưu, bà rất tâm lý, hiểu biết để có thời gian hai người gần gũi, nhiều lần bà chủ động rủ tôi đi mua sắm, đi ăn. Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc, tôi thấy quý bà vô cùng vì mẹ chồng tương lai cũng chỉ muốn nhanh nhanh rước tôi về nhà để có người bầu bạn, sớm có cháu bế khi chúng tôi tuyên bố đám cưới bà đã rất mừng vào ngày cưới mọi người chúc phúc và khen tôi bà càng không giấu được niềm vui sau khi đã dọn dẹp xong xuôi bà nhắc khéo chúng tôi cả ngày cười nói uống rượu tiếp khách mệt rồi các con lên nghỉ ngơi sớm đi sáng không phải dậy sớm đâu các con cứ ngủ cho thoải mái mấy hôm nữa đỡ mệt thì thương dậy sớm hơn một chút phụ mẹ cơm nước cũng được chồng tôi thấy vậy thì vừa cười vừa nói chưa gì mẹ đã chiều con dâu thế nhỉ anh hay thật tôi có mỗi đứa con dâu không chiều nó thì chiều ai bây giờ mẹ chồng tôi nói cả nhà nhìn nhau cười nói vui vẻ sau đó vợ chồng tôi lên phòng tối đó tôi mặc chiếc váy ngủ màu đỏ đầy quyến rũ cả hai chúng tôi đã có một đêm tân hôn đầy hạnh phúc sau những màn ân ái đầy thỏa mãn anh nằm bật ra nhìn tôi cười đầy ấm áp sau đó anh với tay bật đèn lên lật chăn lên xăm soi tìm thứ gì đó tôi lại tưởng anh làm rơi cái gì nên liền hỏi anh vẫn tỏ vẻ sửng sốt nói sao anh không thấy nhỉ tôi lại càng tò mò mà hỏi anh tiếp lần này thái độ của anh có vẻ bực nhọc hơn anh nói giọng lớn giọt máu trinh chứ gì nữa hay em đã mất từ trước rồi câu nói bất chợt của chồng khiến tôi sững sờ tôi không nghĩ là chồng mình có tư tưởng cổ hủ đến như thế tôi chưa từng quan hệ với ai bởi vẫn luôn muốn dành thứ quý giá nhất của mình cho người sẽ làm chồng mình vậy không có giọt máu trinh trong đêm đầu tiên thú thực tôi cũng hoang mang khi tôi còn đang lơ mơ thì anh lại dồn dập hỏi hàng loạt câu hỏi của chồng khiến đầu óc tôi lúc đó cứ rối bời chẳng biết phải nói với chồng như thế nào tôi nghĩ điều quan trọng là yêu nhau thật lòng chứ thời buổi này còn trinh hay là đã mất trinh đâu quá quan trọng vậy là anh liền tát tôi anh quát mắt nói cô bị điên à mà nói nó không quan trọng tôi đâu có phải là thằng ngốc mà đi đổ vỏ cho người khác tại sao cô có thể hư đốn đến như vậy vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành những lời nói hành động của anh khiến tôi quá sốc mẹ chồng tôi liền chạy lên khi nghe tiếng động lớn trong phòng, vừa vào tới cửa, nhưng như bà đã hiểu phần nào câu chuyện, bà bình thản hỏi chuyện chúng tôi. Chồng tôi khi đó vẫn rất nóng nói rằng, "Con cảm thấy mình bị sỉ nhục khi lấy người vợ không còn trinh trắng nữa." Tôi đã nghĩ là bà chắc thất vọng về mình lắm, và đồng ý với chồng đưa tôi về nhà. Tôi cũng đã giải thích việc mình chưa từng quan hệ với ai. Chưa để tôi nói hết câu chuyện, mẹ chồng tôi đã nói Giờ con là con dâu của nhà này Con không phải đi đâu hết Nói rồi Mẹ chồng tôi quay sang nói với chồng tôi Vợ có phải là món hàng ngoại chợ Thích thì mua về Không thích thì bỏ đi Hay trả lại người ta sao Con đã tìm hiểu vì sao chưa Mẹ hiểu nó thế nào Vì trước khi cưới nó về cái nhà này Mẹ đã tìm hiểu rất kỹ Mà mẹ hỏi con nhé con cưới cái thương vì yêu hay là vì cái mảng trinh? Làm thằng đàn ông mà không phân biệt được cái đó nên nhìn lại mình đi con ạ. À. Quan trọng là hai đứa sống với nhau như thế nào chứ thứ đó con đừng quá bận tâm. Chồng tôi chỉ biết cúi gặp mặt xuống trước lời nói của mẹ chồng tôi. Bà còn bảo, đàn ông cũng ngủ với nhiều người con gái tại sao lại đòi hỏi vợ mình phải còn trinh? Như vậy là rất gia trưởng, con hiểu chứ? tôi không nghĩ là mẹ chồng của mình lại có tư tưởng thoáng đến như vậy tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã được làm sâu của mẹ cả tối hôm đó tôi đã không thể ngủ được vì chưa biết phải giải thích với chồng như thế nào mẹ chồng tôi thấy hai vợ chồng vẫn chưa được thoải mái đến buổi trưa đã gọi chúng tôi rồi bảo cùng đi gặp một người người mà chúng tôi gặp là một bác sĩ sản khoa bà đã đem câu chuyện của tôi để hỏi bác sĩ đã giải thích kỹ về những lý do vì sao mà tôi dù chưa từng quan hệ trước mà trong lần quan hệ không có máu trình Sau hôm đó, chồng tôi đã không còn nhắc đến chuyện này nữa. Tôi thầm cảm ơn mẹ chồng vô cùng. Nếu không có bà, tôi đã không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ ra sao vì tôi bị thiên hạ đảm tiếu thế nào khi bị chồng trả về ngay đêm tân hôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mong các bạn lắng nghe chia sẻ bình luận về hai câu chuyện này rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại